trong năm thánh từ bi để cùng với Đức Giêsu Kitô chúng ta cử hành đàm thánh giá ngày hôm nay. Ngày hôm nay đàm thánh giá với chủ đề là đàm thánh giá và người tị nạn. Chúng ta cũng biết những người tị nạn đang khổ đau tại các vùng đất khác nhau trên thế giới. Lạy Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, xin ban cho chúng con sức mạnh để phát thập giá cùng Đức Kitô cho tới giây phút cuối đời. Hôm nay chúng con tưởng nhớ tới cuộc thương khó, cái chết yêu thương của Đức Kitô dành cho chúng con. Xin cho chúng con được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần để tiến bước trong bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Trong 2 năm qua, thế giới đã phải chứng kiến một cuộc khủng hoảng di dân vĩ đại. 60 triệu người phải bỏ quê hương xứ sở ra đi. Chỉ riêng ở Syria đã có hàng trăm ngàn người bị giết hại, mà phân nửa trong số đó là trẻ em. Trong một thế giới bị bão hòa bởi những tin tức xấu xa và tàn bạo, với những thảm họa to lớn xúc phạm đến thánh danh Thiên Chúa, thì năm thánh từ bi do Đức Thánh Cha Francisco ban ra là một máng thông ơn sủng thật cần kiếp để tuôn đổ cho nhân loại đại dương bao la của lòng thương xót Chúa. Được ban tặng cơ hội phi thường này để nhận lãnh ơn tha thứ và chữa lành từ lòng thương xót vô biên của Chúa, chúng ta cũng được kêu gọi tỏ lòng thương xót đến anh chị em đồng loại. Hãy cùng đi chặng đường thánh giá của năm nay, mang trong tim những nỗi đau thương thống khổ của anh chị em đồng loại, những người tị nạn đang cầu xin lòng thương xót của chúng ta ngay tại nơi đây. Phúc cho những ai có lòng xót thương, vì họ sẽ được thương xót. Phần thứ nhất, những người tị nạn chạy trốn. Như những người tị nạn ngày hôm nay, gia đình thánh gia đã phải chạy trốn trước cuộc tàn sát đẫm máu của Herode. Vượt biên giới từ Do Thái sang Ai Cập bằng những phương tiện thô sơ, băng qua sa mạc khắc nghiệt, gia đình thánh gia chắc chắn đã phải trải qua rất nhiều gian truân nguy hiểm. Một biến cố báo trước con đường thập giá mà chính Chúa Giêsu sẽ phải trải qua sau này. Liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi cùng mẹ người trốn sang Ai Cập. Vua Herode thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bethlehem và toàn vùng lân cận.
help comes from the Lord after all. He's the merciful God. He looks for us when we lose the way, takes us into his arm to heal our wounds with the blood of his wound. Breathe new life into us. Blessings are the merciful. Blessings are the merciful. For they will be shown mercy. Blessings are the merciful. Blessings are the merciful. For they will be shown mercy. Trông lên đỉnh núi thấy đâu ơn phù trợ. Này Chúa đến hộ phù con tin nơi Chúa. Part two, station of the cross. The first station, Jesus condemned to death. Chúa Giêsu bị kết án tử. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed by the world. Quan Phi-la-tô muốn tha Đức Giêsu, nhưng dân chúng la lên, đóng đinh nó vào thập giá. Đóng đinh nó vào thập giá. Quan Phi-la-tô liền lấy nước rửa tay, khước từ trách nhiệm.
Giêsu bị kết án tử hình dù Ngài vô tội. Những người tị nạn hôm nay bị khước từ một nơi để sống và bị giam giữ vô thời hạn trong những trại tị nạn không có tương lai. Khi nào tiếng kêu của những người đau khổ được lắng nghe? Second station, Jesus accept the cross. Chúa Giêsu vác thập giá. Hôm đó là ngày chuẩn bị lễ vượt qua, vào khoảng giữa trưa, bọn lính bắt Chúa vác thập giá và điệu Chúa đi đến một nơi gọi là núi Sọ, tiếng Do Thái là Golgotha. Trong những lúc khổ đau tuyệt vọng, chúng ta đừng quên rằng Chúa đã chia sẻ những đau đớn, thống khổ của chúng ta cho đến tận cùng. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Station, Jesus fell for the first time. Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chữa tôi cho thiên hạ. Dưới sức nặng thập tự đè trên vai, Chúa quỵ ngã để nhắc nhở chúng ta trong những lúc yếu đuối. Chúng ta ngã xuống trong tội lỗi hay đam mê. Chúng ta hãy xin Chúa giúp chúng ta biết trỗi dậy và tiếp tục vác thập giá mình mà theo Chúa.
Fourth station, Jesus met his mother Mary. Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ. We adore you, O Christ, and we praise you, because by your holy cross you have redeemed the world. Những người qua lại nhìn Chúa thảm thương, nhưng tâm hồn khổ đau khôn tả chính là tâm hồn của người mẹ. Fifth station, Simon of Cyrene carried the cross for Jesus. Ông Simon vác thánh giá đỡ Chúa Giêsu. Trên đường thập giá, lính thấy một người lữ hành tên là Simon. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Chúa.
sự thờ ơ trước nỗi đau của người khác là căn bệnh thời đại của ngày hôm nay. Hãy biết rung cảm trước nỗi đau của đồng loại và chạy đến giúp đỡ khi cần. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus, remember me when you come into your kingdom. Sixth station, Veronica wiped the face of Jesus. Và Veronica lau mặt Chúa. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô. Vì Chúa đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Trước cảnh thảm thương, bà Veronica can đảm vượt qua lính tráng và đám đông, tiến ra lấy khăn mà lau mặt Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con lòng can đảm và sức mạnh để đẩy lùi cương quyền và phá đổ hàng rào của những trại tạm giam. Bao nhiêu em bé thơ như nụ hoa
cười hồn nhiên tung tăng hát vang mừng nắng tươi. Bao nhiêu em bé thơ như nụ dưới mặt trời, rời lòng nôi trong đêm gió mưa ra biển khơi. Seventh station, Jesus' trip and nailed to the cross. Chúa Giêsu bị lột áo và đóng đinh vào thập giá. We adore you, O Christ, and we praise you. Because by your holy cross you have redeemed the world. Thank you.
12th station, Jesus died on the cross. Chúa Giêsu sinh thì trên thánh giá. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô vì Chúa đã dùng thánh giá chuộc tội cho thiên hạ. Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha. Rồi người gục đầu xuống, chút hơi thở cuối cùng. Station, Jesus removed from the cross. Tháo xác Chúa khỏi thánh giá. Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô đã dùng thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ. Chúa Giêsu được tháo xác xuống khỏi thập giá để trở về với Chúa Cha ngàn đời. Nhiều nơi trên thế giới ngày nay bị chiến tranh tàn phá, hàng trăm ngàn người bị giết và hàng triệu người phải bỏ xứ đi tị nạn. Bao người bỏ xác trên đường vượt biên.
14th station, Jesus lay in a tomb. Táng xác Chúa trong huyệt đá. We adore you, O Christ, when we praise you, because of your holy cross. Thou hast redeemed me. O Jesus Christ, my Lord, with what great love you traveled the painful road which led to your death. And how often have I abandoned you, but now I love you with all my soul. I am sincerely sorry for having offended you. My Jesus, pardon me and permit me to accompany you on this journey. We ask this through Christ our Lord. Amen.